Nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với mỗi thanh niên không chỉ là niềm tự hào, mà môi trường quân ngũ còn là nơi họ được rèn luyện bản lĩnh, ý chí, đạo đức, đến khi ra cuộc sống đời thường, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Vì thế, mỗi mùa tuyển quân lại có hàng nghìn thanh niên trong tỉnh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, gia đình anh Hoàng Anh Giang ở tổ dân phố 4 phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đông vui hơn khi được đón tiếp cán bộ cơ quan quân sự thành phố và các đồng chí trong cấp ủy, mặt trận, các đoàn thể của phường, của tổ dân phố đến thăm hỏi, tặng quà, động viên. Con trai anh là Hoàng Tuấn Anh đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Những việc làm thiết thực ý nghĩa như thế này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, nhân dân đối với gia đình và tiếp thêm ý chí, quyết tâm cho mỗi thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Cháu cảm thấy tự hào khi được tiếp bước thế hệ truyền thống của cha anh. Và cháu mong là khi cháu vào trong quân ngũ, bản thân cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt và nâng cao ý thức, tính kỷ luật, tôn nghiêm ở trong quân ngũ. Nguyện vọng của cháu là cũng muốn phục vụ trong hàng ngũ quân đội lâu dài. Năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ có hơn 100 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 60 công dân giao cho quân sự, 44 công dân tham gia lực lượng công an nhân dân. Cơ quan quân sự đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phát lệnh đến 100% công dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Đối với tổ dân phố chúng tôi thì cũng trước hết thì tổ chức gặp mặt tân binh, phố sẽ tổ chức gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ để động viên các cháu làm sao để yên tâm công tác, học tập để rèn luyện. Còn với thanh niên Giàng A Tằng ở bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng đã tốt nghiệp trường cao đẳng kinh tế Điện Biên, cũng đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay. Hôm nhận quyết định, cả gia đình vui lắm vì nguyện vọng của đảng viên trẻ Giàng A Tằng sẽ được thực hiện trong nay mai. Tôi rất là tự hào và vinh dự được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tôi là một người đảng viên thì tôi cũng mong muốn rằng sẽ được vào trong quân đội thì tôi sẽ gương mẫu tính đảng viên, tuân thủ quy định kỷ luật của đơn vị và mong muốn tôi là sau này được phục vụ lâu dài trong quân đội. Ngôi nhà nhỏ này là nơi của chị Lò Thị Pánh, bản Hón, thị trấn Mường Ảng, có con trai là Lò Văn Phương cũng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhà có ba mẹ con, sau Phương còn có em trai đang theo học lớp 7, nhưng xác định nghĩa vụ với Tổ quốc và trách nhiệm với người thanh niên, nên Phương đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện bản thân cứng cáp hơn. Cháu muốn vào trong bộ đội để rèn luyện bản thân, học tập những kiến thức mà mình chưa được có, để rèn luyện tốt bản thân mình, để cho mình có sức khỏe, có năng lực để sau này ra ngoài để đi làm việc những công việc khác. Bản thân tôi rất vinh dự và tự hào được trúng tuyển vào môi trường quân đội. Bản thân tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện, chấp hành mọi điều lệnh trong quân đội và mong muốn được phục vụ quân đội lâu dài. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã tổ chức thâm nhập, ba gặp, bốn biết, thực hiện phương châm tuyển người nào, chắc người đó, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chưa có việc làm, có ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng trong quân đội, để tuyển chọn các con em dân tộc thiểu số, để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương. Thì đến giờ phút này, thì đối với công tác tuyển quân, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đối với công dân, đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn chỉnh mọi các công tác chuẩn bị, phối hợp với các phòng ban đoàn thể thành phố để sẵn sàng đối với nội dung công tác giao tuyển quân năm 2023. Đến thời điểm này thì tất cả mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Đặc biệt trong năm nay thì có một cái điểm mới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện
tổ chức cho các công dân sau khi phát lệnh xong sẽ cơ động qua cầu Vinh Quang, sau đó là sẽ lên các vị trí xe về vị trí cơ động về cái vị trí của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Đây là một điểm mới và chúng tôi tin tưởng là trong bằng cái sự quyết tâm đồng lòng trách nhiệm của các cơ quan thì việc công tác tuyển quân, giao nhận quân của năm nay sẽ hoàn thành tốt được theo mục đích yêu cầu đề ra. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, các địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên, tổ chức gặp mặt, giáo dục truyền thống để khích lệ thanh niên có tinh thần phấn chấn, tâm thế sẵn sàng lên đường, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đi trong mùa đông biên.